Chào mừng các con đã quay trở lại với những bài học tiếng Việt lớp 4 cùng với olm.vn Các con thân mến, ở tiết học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách thức để xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Và ở buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con luyện tập xây dựng những bài đoạn văn miêu tả cây cối Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học với bài tập đầu tiên có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao? Chúng ta có hai ví dụ như sau. Ví dụ A. À, rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu bên gốc bằng thân thuộc của em. Và ví dụ thứ hai, em rất thích cây phượng, vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em. Để xem những câu văn này có thể là kết bài trong những bài văn tả cây cối hay không. Các con hãy giúp cô nhớ lại. Theo các con, phần kết bài có vai trò như thế nào? Chúng ta cần nêu nội dung gì ở phần kết bài? Ở phần kết bài, chúng ta cần nêu được cảm nghĩ của người viết với loài cây mà chúng ta miêu tả trong bài văn đó. Vậy quay trở lại với hai câu văn trên. Các con hãy đọc kỹ hai câu văn này và cho cô biết Chúng ta có thể dùng những câu văn này để làm phần kết bài hay không? Chúng ta có thể dùng cả câu A và câu B để làm phần kết bài, bởi vì cả hai đoạn văn này đều thể hiện cảm nghĩ của người viết về loài cây, rất thích hợp để làm phần kết bài cho một bài văn miêu tả cây cối. Để có thể cùng nhau luyện tập viết phần kết bài cho một bài văn miêu tả cây cối, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập thứ hai. Các con quan sát một loài cây mà các con yêu thích và cho biết cây đó là cây gì, cây đó có ích lợi gì và yêu cầu thứ ba, các con hãy cho cô biết mình yêu thích gắn bó với loài cây đó như thế nào và các con có cảm nghĩ gì về cây đó. Các con thân mến, đây cũng chính là những nội dung mà các con có thể đưa vào phần kết bài trong bài văn miêu tả cây cối chẳng hạn như ở đây cô đã quan sát một loại cây mà cô thích sau đó ghi lại những thông tin đúng với yêu cầu của đề bài cô sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi này như sau đối với câu hỏi đầu tiên cây đó là cây gì cô sẽ trả lời đó là một cây xoài cây xoài đó có lợi ích như thế nào đối với cô loài cây đó tỏa ra bóng mát và mang lại cho gia đình những trái xoài thơm ngon và ở yêu cầu thứ ba cô nêu cảm nghĩ về loài cây như sau Cây xoài được ông nội trồng lúc em 5 tuổi. Cây xoài lớn lên cùng với tuổi thơ em. Nay ông đã ra đi, cây xoài là thứ nhắc nhớ em những kỷ niệm về ông. Vậy các con có tò mò làm thế nào để chúng ta có thể xâu chuỗi những nội dung này lại và tạo ra một kết bài mở rộng trong bài văn miêu tả cây gối hay không? Cùng bước qua bài tập thứ 3. Dựa vào các câu trả lời trên, các con hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn của mình. Chẳng hạn như vừa rồi, cô đã trả lời những câu hỏi liên quan đến cây xoài, một loài cây mà cô yêu thích. Bây giờ, các con hãy nhớ lại và cho cô biết chúng ta có bao nhiêu cách để kết bài trong một bài văn miêu tả cây cối. Đúng vậy, chúng ta có hai cách, đó chính là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Đối với kết bài không mở rộng, chúng ta trực tiếp nêu lên cảm nghĩ của mình về loài cây đó. Vậy làm thế nào để chúng ta tạo ra một kết bài mở rộng các con nhỉ? Sau khi kết thúc việc miêu tả, các con có thể bình luận thêm về lợi ích của cây, tình cảm hoặc ấn tượng đặc biệt của người viết đối với loài cây. Và những câu trả lời này sẽ cho chúng ta ý tưởng để có thể tạo ra một kết bài mở rộng. Cô có thể đưa ra cho các con một ví dụ như sau. Đây là một kết bài mở rộng mà cô đã xây dựng dựa trên những câu trả lời vừa rồi. Cây xoài không chỉ che mắt cho em những trưa hè nóng bức, mà còn mang lại cho gia đình em những trái ngọt. Cây xoài được tay ông nội vun từ ngày em còn bé. Đó không chỉ là người bạn lớn lên cùng tuổi thơ em mà còn là kỳ vật vô giá nhắc nhớ em những kỷ niệm về ông. Bây giờ các con hãy dành ra vài phút để có thể hoàn thiện kết bại mở rộng dựa theo những câu trả lời liên quan đến loài cây mà các con đã quan sát ở bài tập 2. Sau khi đã hoàn thành kết bài của mình, chúng ta cùng bước qua bài tập cuối cùng. Các con hãy viết kết bài mở rộng cho một trong các đề tài dưới đây. Chúng ta có 3 đề tài. Đề bài thứ nhất là một bài văn miêu tả về cây tre ở làng quê. Đề bài thứ hai là một bài văn miêu tả về cây tràm ở quê em. Và đề bài cuối cùng cũng chính là đề bài mà cô lựa chọn, đó chính là cây đa cổ thụ ở đầu làng. Đây đều là những loài cây quen thuộc mà chúng ta có thể bắt gặp ở mỗi làng quê và mỗi loài cây lại có những đặc điểm riêng mang lại cho chúng ta những cảm nghĩ riêng. Chẳng hạn như với cây đa cổ thụ đầu làng, cô có thể viết phần kết bài như sau. Cây đa đã trở thành biểu tượng của làng quê yêu dấu. Gốc đa già đã trải qua bao mưa nắng, chứng kiến cuộc sống và mọi thay đổi của làng quê em. Mai này lớn khôn, dù có đi đến phương trời nào, trong tim em vẫn nhớ về hình ảnh bóng cây xôm xuê, xanh tốt ở đầu làng, luôn chờ đợi và giang tay che chở những đứa con phương xa trở về. Như vậy, trong đoạn văn này, cô đã nêu lên tình cảm của mình đối với loài cây cũng như sự gắn bó của loài cây này đối với làng quê nơi cô sinh sống. Các con cũng có thể triển khai những ý tưởng tương tự đối với hai loài cây còn lại. Và ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng thông qua bài học này, các con đã có thể tạo ra cho mình những phần kết bài thật hay, thật thú vị trong bài văn miêu tả cây cối. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với Oliver 10 nhé.